dung mà buổi phỏng vấn hôm nay á, thì chị cũng có mong muốn là sẽ nói rõ về những cái thông tin mà chưa chính xác lắm khi mà tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Về Sóng, đúng không chị? Thì đầu tiên em muốn hỏi là có một cái khoảnh khắc mà kiểu như là chị cũng bị có khá là nhiều chân gái của mọi người trong một cái khoảnh khắc tập luyện nào đó với những nhạc độ của Thanh Ngọc các thứ á, thì cái khoảnh khắc đó được chia sẻ rất là nhiều và mọi người bàn tán rất là nhiều. Thì không biết là nhiều người thì cho rằng là chị có thái độ ngôi sao kênh kiểu, xong rồi là mâu thuẫn với lại chị Thanh Ngọc á. Thì chị cũng có chia sẻ là cái khoảnh khắc đó thì nó cũng là kiểu như là được cắt ghép và kiểu cũng không có rõ cái mục đích hoàn cảnh á, nên mọi người có thể hiểu lầm á. Thì không biết là chị có thể chia sẻ rõ cho em về cái khoảnh khắc đó, cái tranh cãi đó được không ạ? Thì hôm qua thì Vi cũng có một cái buổi phỏng vấn vô tình nhỏ nhỏ thì cũng đã có câu hỏi này, Vi cũng có chia sẻ rồi. Hôm nay thì Vi sẽ nhắc lại. Cái lúc đó thì là thực ra đầu tiên mình phải giới thiệu mặt mình trước. Mặt của Vi á, là nếu mà chỉ cần mà Vi ấy một xíu thôi là ở đây nó sẽ có một cái nếp nhăn là từ mấy năm rồi. Vô tình cái đó cũng làm cho mọi người sẽ thấy rằng là Vi hơi cau có, khó chịu. Nó chỉ là gương mặt của mình như thế thôi. Và bởi vì khi mà mình có một cái thói quen là mình hay kiểu biểu cảm nó hơi rõ ràng quá. Thì cái lúc đó là Vi đang nhớ là Vi chị họ hỏi rõ ràng chính xác luôn là Vi hỏi chị Yến Trang là chị Yến Trang đã gửi cái clip đó cho bên biên đạo chưa? Tại vì chị Yến Trang có một cái ID rất là hay về dựng bài và rất là đẹp luôn. Thì Vi mới hỏi như thế thì chị Yến Trang mới chưa kịp trả lời thì chị Ngọc lại tưởng là Vi đang hỏi về cái động tác mà đang mới vừa dựng xong. Là lúc đó động tác gì Vi cũng nhớ được, thì chị Ngọc mới nói là ủa nhỏ này sao mặc đó, như là cái câu chị Ngọc nói. Thì Vi biết rằng là chị Ngọc đang không hiểu Vi nói cái gì, cho nên Vi mới hỏi lại cái câu của Vi là ủa chị biết em hỏi cái gì hay không. Và lúc đó thì chị Ngọc như vậy thôi thì làm cho mình nghĩ là chị chỉ với mặt của mình đó, nên mình mới trả lời lại là chị cứ biết em gì không mà vậy. Thì mình cũng thật ra lúc sau đó mình gặp thật sau khi mà tập phát sóng á thì Hà Kino mới nhắn qua ủa chị Vi ủa sao cái lúc đó là lúc nào mà em cũng không nhớ. Thì chị nhắn cho chị Ngọc là ủa chị Ngọc có chị em mình có cái khoảnh khắc nào căng thẳng gì hay xong mà em cũng không nhớ. Chị Ngọc nói ủa là lúc nào ta. Thì lúc đó là mình thật ra mọi người cũng không có phải là theo dõi trực tiếp giống như là các khán giả mới cơ tua lại coi, thì hai chị em mới nhắn tin qua lại nói trời ơi mình không nhớ được cái lúc đó mình có cái khoảnh khắc như thế. Tại vì tình hình chung mà tất cả mọi người đều đang cảm thấy là rất là lo lắng cho cái buổi thi, từ vì bài đó là bài khó nhất mà mình team của mình thì lại là rất là nhiều người không phải là chuyên môn ca sĩ và là dancer, rồi phải tập những cái động tác rất là khó, nốt thì rất là cao, căng thẳng cực kỳ luôn. Cộng thêm cái việc là trước đó mình có một cái thi thử thách á, là bao nhiêu là mình tanh bành luôn. Thi xong á là lúc mà thi thử thách xong á là trên các cái tập nó chiếu lên thì không có, mà lúc đó bị ngồi ở dưới là bị khóc luôn á. Lo vì mình thấy là tất cả các chị đều rất là cố gắng thì mình rất là lo, và mình chắc là Vi nghĩ là do căng thẳng và lúc đó là cái thái độ mình bộc ra như thế. Mình chưa bao giờ có một cái thái độ vô lễ với đàn anh đàn chị nào hết. Hơn hay hết mình biết rõ được là mình phải kính nghiệp và có thái độ phải lễ phép hoặc là như thế nào đấy, nhưng cái cá tính của mình nó là khác. Cái cá tính của mình thì mình như thế nào thì mọi người thấy là như thế. Chứ xưa giờ có thể là mọi người thường hay nghĩ Vi dịu dàng, nhẹ nhàng, hiền hậu, rồi kiểu cũng không có rất là nhẹ nhàng, thì thật ra cũng không phải. Nếu như mà tiếp xúc ở ngoài đời của mình thì mình khá là nhanh và mình cũng khá là bộc trực một xíu, nhưng mình không có vô lễ và mình không có thiếu lịch sự. Cái đó là cái mình luôn có, cho nên là Vi nghĩ rằng là thời lượng chương trình nó có hạn, mình không thể nào mà để hết một cái khúc dài như vậy. Bóp chúng người nào mà thấy có duyên quá thì mình dựng người đó lên. Đó là Vi nghĩ vậy. Còn có một cái trước cái đó thì Vi, thật ra thì cái câu chuyện của Vi với chị Thanh Ngọc nó cũng không phải là vấn đề như vậy. Mọi người xem thì chắc là Vi nghĩ là khán giả sẽ hiểu là tình hình nó là
hết. Còn trước đó thì có cái khúc mà mọi người căng thẳng nữa thì lại không được dựng bao đó, tại vì nó có hạn. Em nghĩ là người đối diện của mình á thì có thể là sẽ không có hiểu lầm, bởi vì họ nằm ở trong cái câu chuyện của mình. Họ sẽ tất nhiên là trong những cái sinh hoạt cuộc sống đời thường, mình sẽ có những cái lúc mà mình cũng sẽ bị hành động trước suy nghĩ, hoặc mình sẽ bị kiểu giống như là bộc phát ra bằng cái gọi là cái sao can, tức là cái giống như là cái hoàn cảnh nó ép buộc mình phải phản ứng như thế. Nhưng mà với những người trong cuộc thì em nghĩ là phải có lý do, cho nên là em chưa bao giờ bị hiểu lầm như thế hết. Chỉ có là khi mà cái góc nhìn của người khác vào thì đôi khi sẽ nhìn ở góc phải góc trái, nghe được con đầu không nghe được con sau, hoặc là nghe được con sau không nghe được con đầu, thì nó sẽ cái này không phải lỗi của người nghe, chỉ là lỗi của cái việc đưa đến. Nói về một cái điều được và mất đó, sau cái đặc biệt là chị đẹp đó, thì nó là gì với cái việc? Thì cái lượng Vi cũng có một lần nghe câu hỏi này rồi. Thì đối với Vi á, tất cả mọi thứ đều là được hết nha. Chứ cho dù Vi có bị mất một cái gì đấy thì Vi cũng nghĩ rằng là rất là mình được một cái bài học đó, để mình biết mình có kinh nghiệm. Cái được thì rất là nhiều á. Mình được gặp các chị đẹp nè, mình được gặp những thần tượng của mình nè, và quan trọng nhất nữa là mình rất là thích cái chương trình này, mình thích lắm, cho nên là khi mình được lời mời thì có đó là cái được đầu tiên là mình tham gia vào chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, một cái giống như là cái ước mơ, cũng không hẳn là một cái ước mơ, một cái mong muốn. Ngay từ ngày đầu tiên mà mình xem chương trình này ở bên Trung Quốc rồi, một cái phiên bản gốc rồi, mình xem từ mùa 1 rồi, và mình rất là thích cái câu chuyện và cái gọi là sao ta, cái sự truyền tải của các chị đẹp và trong cái chương trình ủng hộ mọi người bỏ qua vấn đề tuổi tác, hoặc là cố gắng vượt qua những cái vấn đề về sức khỏe để có thể làm những cái điều mình chưa bao giờ làm đó, rất là thích. Còn về mất thì Vi nghĩ rằng là mình bỏ thời gian ra cho nó, mình bỏ tâm sức, mà mình bỏ cái sự cố gắng của mình thôi, nhưng mà mình cũng được lại rất là nhiều, mọi người cũng sẽ biết được của Vi nhiều hơn. Mặc dù cái hành trình của Vi ở Chị Đẹp cũng khá là ngắn, chỉ có công một là Vi rớt rồi, xong rồi Vi quay trở lại ở vòng hồi sinh này thì cũng có thể được gặp mọi người thêm chút xíu nữa.